Hoàng Lao luôn, xin chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em đang tiến hành tháo dòng âm ly 506 Stratian ra. Hôm nay thì sẽ là một video quay chi tiết nội thất ruột gan bên trong của nó, để các bác có thể thấy được chất lượng của dòng âm ly này cho ra thế nào. Và đối với những sản phẩm hàng bãi thì Hoàng Lao luôn luôn cam kết với tất cả các bác là những sản phẩm này là luôn luôn bao zin, chưa sửa chữa cho thay thế bất kỳ một cái gì. Đây cũng là lô vừa mới về, lô mới nhất vừa mới về, hàng đẹp trên 90% nhá. Và giá của nó đang là 4.100.000 đồng. Thì em cũng đã có về video trên kênh để thông báo cho tất cả các bác là hàng đã về rồi. Đấy, hôm nay thì sẽ tháo toàn bộ nội thất ruột gan của nó ra. Đấy, hàng khá là đẹp đúng không ạ? Với dòng này thì tất cả đều được sử dụng núm béo nhá. Tất cả đều được sử dụng núm béo này. Núm rất trơn và trượt. Đấy, hàng khá là đẹp. Nội thất của nó đây zin 100%. Đặc biệt thì dòng ly này thì được sử dụng IC50195 hết xịn của Hàn. Dòng IC xịn của Hàn nhá. Và được sử dụng 8 sò sơ ken. Tất cả đều là vỉ mạch DS đỏ cắt góc. Tất cả đều là vỉ mạch DS đỏ cắt góc này. Nội thất này đẹp không ạ? Dày dợ, được đi rất là khôn. Con iốt thì cũng sẽ có một phần tỏa nhiệt ở đây. Các bác có thể phân biệt sò sơ ken hay sò tô thông qua cái phần này. Sò sơ ken thì rất là dài đúng không ạ? Được bắt bằng hai ốc vít này, tỏa nhiệt rất là to. Đấy là một trong những điểm mà các bác có thể phân biệt được sò sơ ken với sò tô. Thì đối với những bác nào chơi âm thanh khá là lâu thì cũng có thể biết được sò sơ ken chất lượng cho ra tốt hơn sò tô rất là nhiều. Và đối với dòng này thì rất là hay rồi. Giá 4.100.000 đồng tại cửa hàng luôn luôn bao zin cho các bác. Hàng nội thất ruột gan của nó rất là đẹp nhá. Đấy, lô này về thì cũng được khoảng vài chục con. Thì cũng lên luôn video để giới thiệu cho các bác. Nội thất thì cũng khá là lâu chưa quay, thì hôm nay em cũng tháo một con ra để quay cho các bác này. Các bác nào chơi âm ly thì có thể tham khảo nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Tất cả là còn nguyên zin 100%. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đây thì trên đây thì cũng đang tiết nhạc đây. Hiện tại thì em đang để đều để ở chế độ 12 giờ để tiết nhạc cho các bác nhá. Đèn lên rất là đều này. Con cặp loa C4500 của EB Pro. Dòng này thì đang được giảm giá từ 9 triệu xuống còn 7.500.000 đồng. Khá là hay. Hàng rất là đẹp nhá. Thì các bác nào đang quan tâm tìm hiểu về những dòng âm ly nội địa này thì có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Lao Đô có số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng nhá. Hàng luôn luôn đẹp trên 90%. Và tất cả đều cam kết là còn nguyên zin, chưa sửa chữa, chưa thay thế bất kỳ một cái gì. Các bạn quan tâm thì có thể liên hệ ngay để có thể đặt những con đẹp nhất nhá. Đây lô mới về nên là những con đi đầu tiên, các bác đặt đầu tiên thì bên em luôn luôn ưu tiên để chọn những con khá là đẹp cho các bác. Rất là đẹp đúng không ạ?